Rồi, chuyện nhân ông kính chào bà con. Trong video ngày hôm nay tôi xin chia sẻ với bà con về cái việc mà phối giống con trồng hương nhé. Đây là nhiều cái câu hỏi mà bà con gọi điện thoại đến. Cho nên là nhân tiện đây thì cũng làm cái video này để chia sẻ cho những bà con mới nuôi để chúng ta biết. Thì nhiều bà con hỏi là tại sao á, khi con tròn cái đã được phối rồi, phối 5 ngày rồi mà khi bỏ đực vào nó vẫn tiếp tục nó chịu đực phối. Hoặc là nhiều bà con nói rằng là khi phối rồi á, trong vòng 3-4 ngày như vậy con cái vẫn kêu. Vậy thì có nên cho phối tiếp hay không? Đó. Chính vì vậy hôm nay làm cái video này xin chia sẻ với bà con nhé. Thì thật ra đấy, cái chu kỳ lên giống của con cái ấy, thì không phải con nào cũng giống như con nào. Mỗi một con có cái chu kỳ khác nhau. Có những con chúng ta khi mà nó đã được giống rồi, chúng ta phối 2 ngày 3 ngày xong rồi ấy, là nếu như con đực còn ở chung con cái ấy, là nó sẽ cắn con đực, nó không chịu nữa. Thì chúng ta thấy đây là những cái dấu hiệu mà con cái nó đã phối đạt rồi. Chúng ta chỉ cần chờ trong 20 ngày để xem cái kết quả là chính thức là nó thụ thai chưa hay không thôi. Thế còn có những con ấy, nó cái chu kỳ lên giống của nó kéo dài, ví dụ như là một tuần, hơn một tuần. Thế thì trong cái thời gian như vậy ấy, mặc dù chúng ta đã phối rồi, chúng ta phối 2-3 ngày rồi, thế nhưng mà con cái nó vẫn tiếp tục nó chịu ôn đực, thì như vậy có nên cho phối tiếp tục hay không, hay là chúng ta tách ra? Thì lúc này thì chúng ta nên tách con cái ra, khi mà đã đực nó đã phối rồi thì chúng ta tách ra để chúng ta tính cái ngày nó mang bầu. Như vậy thì không cần phải coi như cho nó nhảy được quá nhiều. Thứ nhất là nhiều như vậy mình sẽ khó tính ngày mang bầu. Cái thứ hai nữa đó là nó sẽ làm hại sức cái con đực đó. Đặc biệt là khi mà chúng ta có nhiều cái và ít đực đó, thì bà con lưu ý. Còn khi mà tách ra con cái nó kêu thì mặc kệ nó. Đấy là nó còn trong cái chu kỳ giao phối. Thế còn chúng ta cứ tách nó ra để chúng ta tính cái ngày mang bầu cho nó chính xác. Nhiều bà con nói là tại sao mà đến cái ngày dự kiến sinh đẻ rồi mà nó không đẻ, lý do tại sao? Thì thực sự là do là bà con bỏ đực vào cho ở cùng với cái quá là lâu, cho nên là chúng ta không biết chính xác là cái ngày nào là cái ngày mà con cái chính thức nó được thụ thai. Cho nên là việc mà tính ngày sinh nó sẽ không chuẩn xác. Thì một trong những cách mà để chúng ta dự kiến được cái ngày sinh nó rất là chuẩn đó, là chúng ta chỉ cần cho phối trong một ngày thôi. Ví dụ như là buổi sáng chúng ta phối thì đến tầm chiều tối chúng ta sẽ cho phối một lần nữa. Như vậy là chúng ta sẽ tách ra và bắt đầu là tính cái thời gian mang bầu. Thì như vậy nó rất là chính xác. Trong một ngày như vậy chúng ta biết rằng là hai con nó đã phối rồi, thì chúng ta ghi ngày cực kỳ chính xác luôn, không bao giờ sai số. Còn nhiều khi chúng ta để nhốt trong vòng 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, thì vậy là chúng ta sẽ không biết được cái ngày nào là cái ngày mà con đực nó đã phối đạt cho con cái. Chính vì như vậy cho nên chúng ta tính sai ngày. Nhiều khi có những bà con nói là đến bữa nay là được 62 ngày rồi mà sao không thấy con cái đẻ. Thì đấy là do nguyên nhân hỏi ra đấy, thì do nguyên nhân là chúng ta nhốt cái mới được lâu quá. Thì vậy thì chúng ta không biết được chính xác là cái ngày nào nó phối đạt. Thì đấy là cái chia sẻ với bà con về cái giao phối.
phối cho từng cái, mình tính cái ngày sinh, dự kiến sinh nó chuẩn nhất. Thế còn thì trong quá trình mà con cái chúng ta biết được chính xác là nó mang bầu rồi, thì nó ăn uống trong cái thời gian này có cái con ăn rất là khỏe. Tuy nhiên là chúng ta không nên cho ăn nhiều quá, bởi vì khi mà chúng ta ăn cho ăn nhiều quá này thì có nguy cơ là con tròn nó sẽ bị mập và bản thân con nó cũng quá to. Chính vì như vậy cho nên là nhiều con sẽ khó đẻ, nhưng mà con lưu ý đó, còn đây là con tròn nó đã chịu được nha. Khi mà con tròn nó đẻ khó quá, con do nó con nó to thì đôi khi là chúng ta phải đem đi mổ như vậy, can thiệp thú y ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng sinh sản ở những cái đợt sau. Cụ thể là khi mà con tròn mà chúng ta đem đi mổ như vậy ấy, thì chúng ta phải cho nó nghỉ ít nhất là 4 tháng sau thì chúng ta mới nên tiếp tục mổ được, bởi vì cái dạ con nó lúc này nó còn phải trong quá trình là lành vết thương. Bởi vì khi mà chúng ta mổ bắt con ấy thì chúng ta phải mổ đến cái dạ con, và ít nhiều nó cũng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng mang bầu của con cái. Khi mà con tròn cái ấy, nó sinh rồi đấy, thì lúc này chúng ta nên cho nó ăn uống nhiều hơn so với những cái ngày thường đó, chứ không phải là trong cái thời gian mang bầu mà chúng ta cho ăn nhiều quá thì cũng không được. Quan trọng nhất là cái giai đoạn mà nó nuôi con, nó cho con bú ấy, thì những cái con nào mà ăn khỏe đấy thì rõ ràng là nó sẽ có nhiều sữa và con nó sẽ lớn nhanh hơn, phát triển tốt hơn. Thế còn con nào mà ăn yếu ăn kém thì chúng ta phải tăng cường cái chất đạm lên cho nó, bởi vì nếu không tăng cường đạm lên là các cái loại đạm động vật ấy, cá cua lươn chuột vân vân, nó ăn được cái gì thì nó chúng ta sẽ tăng cường lên cho nó cái đấy, thì nó mới đủ sữa để cho con nó phát triển. Còn nếu không thì con nó sẽ còi cọc và chậm lớn. Khi mà con tròn cái nó chịu được phối xong khoảng 5 đến 7 ngày thì con tròn cái nó khỏe hơn so với những ngày thường. Tuy nhiên thì chúng ta trong cái khẩu phần ăn ấy, đợt này thì chúng ta nên cho ăn ít chuối thôi. Ví dụ bình thường chúng ta ngày có thể cho ăn 3 trái chuối, 4 trái chuối chẳng hạn. Thì bây giờ chúng ta rút xuống chỉ còn 1 trái chuối một ngày thôi. Buổi sáng cho ăn một trái chuối, buổi chiều chúng ta cho ăn thức ăn các loại cá, cua, lươn, chuột. Có những cái con tròn thì nó thích ăn chuối, có con thì lại không thích ăn chuối, nó chỉ ăn các cái loại cá thôi. Thế nên là trong cái khẩu phần ăn thì chúng ta có thể là đổi đi, trong một ngày chúng ta cho ăn cá này thì ngày hôm sau chúng ta đổi thức ăn khác, cá khác, để làm sao mà tạo cái cảm giác ăn ngon miệng và không chán cái một cái loại thức ăn mà chúng ta duy trì. Thì đó là một số các cái chia sẻ về cái kỹ thuật phối giống con tròn hương và cách tính thời gian mang bầu sao cho nó chuẩn nhất. Thì cái video này xin được kết thúc tại đây. Chuyện Nhà Nông rất mong bà con tiếp tục ủng hộ cho kênh, cũng như là có những cái góp ý để chất lượng video ngày càng tốt hơn. Xin kính chào bà con.